Mến chào quý anh chị, là lại em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang Hàng Ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường mình là sắp lên nhựa nha quý anh chị, mới vừa đổ đá ha. Xe đang chuẩn bị lưu làng lên nhựa quý anh chị ha. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một lô đất gốc hai mặt tiền ha. Đây dùng quý anh chị, gốc hai mặt tiền cho anh chị về đây mình là làm nhà ha. Khu dân cư hướng này là đi ra ngay tỉnh lộ 52 này, cách khoảng tầm là hơn 100m, tí nữa em sẽ quay ra cho quý chị xem. Đầu đường mình là trường học rồi nhà thờ ha, ủy ban. Thì lô đất em muốn gửi đến quý anh chị tổng diện tích là 284m² ha, bán mặt tiền đây. Bán mặt tiền đây là 11m9, gần 12m nha. Sâu vào trong là 24m. Thực tế của mình là 26m nha quý anh chị. Là tại vì phía trước này là 2m vỉa hè nha. 2m là vỉa hè này. Xong rồi mình là tới đây quý anh chị, chủ đã đo ranh móc hết rồi. Đây nè, từ cái mí này ha, vào trong là 24m là trong sổ nha. Thực tế mình là 26m. Chủ đã lên là 184m thổ cư rồi. Đất của mình là quay về hướng Tây Nam ha. Hai mặt tiền, một mặt tiền bê tông và một mặt tiền đường sắp lên nhựa nha quý anh chị. Đây nè, đây. Đi vào trong kia là 11m9, gần 12m ha. Lô gốc hai mặt tiền cho anh chị làm nhà. Bây giờ em sẽ quay ra ngay tỉnh lộ 52 cho quý anh chị xem. Mình là khu dân cư đông đúc luôn. Đường mình là chuẩn bị lên nhựa rồi nha quý anh chị. Thì hiện tại chủ đang kêu lô gốc này giá chỉ có 1,4 tỷ thôi quý anh chị. Còn bớt cho anh chị thiện chí ha. Gốc hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn. Mà giá cực kỳ hời quý anh chị. Đường này đường bê tông thông ra luôn nha. Đường này là sắp lên nhựa, đường này là hai ô tô né nhau thoải mái. Đường này khoảng tầm là 7m nha quý anh chị. Hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Ở đây thì điện nước đầy đủ rồi quý anh chị ha. Để em quay ra tỉnh lộ 52 ha. Đây xe đang làm quý anh chị. Đá chuẩn bị luôn đẹp lên nhựa. Nằm ngay xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị trí của mình đi biển cũng khá là gần quý anh chị. Đi biển khoảng tầm 15 phút đi xe là tới biển Phước Hải rồi. Ra đây cũng tầm 100m ha, là tới đường tỉnh lộ 52. Đây quý anh chị, đây là tỉnh lộ 52 rồi. Lên đây là xíu là trường học với lại nhà thờ ha, nhà thờ Long Tân. Anh chị nào mà đang tìm vị trí gần nhà thờ thì bốc liền cho em cái lô gốc hai mặt tiền này nha. Đây, đây là trường học Long Tân, còn phía bên này là nhà thờ. Nhà thờ này đang làm quý anh chị. Đang thi công nhà thờ này khá lớn luôn quý anh chị. Nhà thờ này gọi là nhà thờ Long Tân ha. Đây quý anh chị đang thi công luôn. Thì hướng này là đi về Long Phước. Mình cách Long Phước của thành phố Bà Rịa là khoảng tầm là hơn 1km thôi nha. Và cũng là hướng đi về trung tâm của thành phố Bà Rịa, cách trung tâm khoảng tầm là 7km đi hướng này. Còn hướng ngược lại là đi về vòng xoay Đất Đỏ, tượng đài mẹ Võ Thị Sáu, và cũng là hướng đi về biển Phước Hải ha. Cách biển Phước Hải khoảng tầm 15 đến 20 phút đi xe thôi, khá là gần ha. Lô gốc hai mặt tiền mà giá chỉ có 1,4 tỷ thôi quý anh chị. Anh chị quan tâm thì inbox liền cho em để em quay sổ và soi quy hoạch của quý anh chị xem luôn ha. Đây quý anh chị, sổ mình là sổ mới công chức sang tên ngay ha. Sổ 2024 luôn nha quý anh chị. Thửa đất số là 447, tờ bản đồ 21, địa chỉ là xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 284,6m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 184,3m thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đã có lâu dài ha. Đây, hai mặt tiền, một mặt tiền đường nhựa và một mặt tiền hẻm này ha. Để mà soi quy hoạch của chị xem. Thổ cư nằm phía sau này nha quý anh chị. VTCMD là vị trí chuyển đổi mục đích nữa nên nghe thổ cư đây ha. Đây quý anh chị, đất của mình là quay về hướng Tây Nam ha. Ngang là 11,9, gần 12m này, sâu là 24, thực tế là 26 ha. Tổng diện tích trong sổ của mình là 284,6, đất ở nông thôn toàn bộ này.
Thì anh chị nào quan tâm lô góc hai mặt tiền thuộc xã Long Tân thì inbox liền cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị. Tại vì đất của mình là gần khu công nghiệp Đông Anh luôn nha quý anh chị.